Xin chào tất cả các bạn. Khá nhiều bạn đã thất bại khi xin visa du học Mỹ dù đã cầm chắc đến 90% thành công. Vậy thì bạn phải làm sao để tránh rơi vào tình cảnh trên? Thì trong chương trình tìm hiểu du học Mỹ ngày hôm nay, Tân Đại Dương xin chia sẻ cho tất cả các bạn biết những yếu tố làm sao để tăng khả năng thành công khi xin visa du học Mỹ các bạn nhé. Trước hết thì sinh viên cần đọc kỹ chỉ dẫn của phòng lãnh sự, mang hồ sơ với đầy đủ giấy tờ cần thiết. Và tại đây, nhân viên phòng lãnh sự sẽ yêu cầu bạn trình giấy tờ gốc chứng tỏ bạn đã được nhận vào học tại một trường nào đó. Một vấn đề nữa là bạn phải có đủ khả năng về vấn đề tài chính mà không phải dựa vào hệ thống phúc lợi xã hội nào của Hoa Kỳ. Và điều quan trọng nhất, bạn phải chứng minh rằng mình không có ý định ở lại Hoa Kỳ ngay sau khi kết thúc khóa học. Tại lãnh sự quán thì nhiều người lo lắng không biết sẽ được hỏi về vấn đề gì nên trả lời ra sao vì hai lý do. Thứ nhất là trình độ tiếng Anh chưa tốt, nhất là trong lúc phỏng vấn. Thêm vào đó là tâm lý hồi hộp sẽ làm cho bạn không hiểu đúng câu hỏi. Thứ hai là phân vân không biết nội dung câu trả lời như thế nào là tốt nhất. Bạn cần hiểu rõ động cơ, mục đích học tập cá nhân, nội dung chương trình học. Đối với sinh viên cao học hay là nghiên cứu sinh thì bạn cần nắm vững về đề tài hay là kế hoạch nghiên cứu cụ thể, khả năng ứng dụng những kết quả nghiên cứu trong tương lai ở Việt Nam. Và những câu hỏi nhân viên phòng lãnh sự có thể hỏi bạn đó chính là: bạn sẽ học ở đâu? Chuyên ngành gì? Sau khi học xong thì bạn sẽ làm gì với những kiến thức và kinh nghiệm mà bạn đã có được tại Mỹ? Đây là lần đầu tiên bạn nộp hồ sơ xin thị thực nhập cảnh vào Hoa Kỳ phải không? Nếu câu trả lời là không thì câu hỏi kế tiếp của lãnh sự có thể là: lần đầu tiên bạn đến Hoa Kỳ là khi nào? Mục đích của chuyến đi ấy là gì? Bạn học hay là làm việc ở đâu? Bạn sang Hoa Kỳ bao nhiêu lần rồi? Tiếp theo là bạn có ý định, có kế hoạch ở lại Hoa Kỳ ngay sau khi học xong hay không? Điều gì đảm bảo rằng bạn có thể theo học chương trình mà bạn đã lựa chọn? Gia đình bạn hay là người đỡ đầu có đủ khả năng chi trả các khoản tài chính cho bạn hay không? Nếu trong các giấy tờ của bạn có ghi tên người đỡ đầu hoặc là người bảo trợ thì câu hỏi tiếp theo có khả năng là: người đó là ai? Quan hệ như thế nào với bạn? Người đó sẽ đảm bảo những chi phí nào cho bạn trong thời gian bao lâu? Ngoài ra thì lãnh sự còn hỏi thêm về gia đình, người thân hay là anh chị em ruột bạn hiện đang sinh sống ở Hoa Kỳ hay không? Nếu có thì hiện họ đang làm gì ở đó? Bạn đã có gia đình hay chưa? Nếu có thì vợ hay là chồng bạn có đi cùng hay không? Bạn có con hay chưa? Con bạn có đi cùng hay là ở lại Việt Nam? Bạn định khi nào sẽ tốt nghiệp và hoàn thành chương trình nghiên cứu của mình? Điểm đến đầu tiên của nước Mỹ của bạn là nơi nào? Vâng, và còn nhiều câu hỏi phát sinh khác nữa mà trong quá trình phỏng vấn lãnh sự quán sẽ hỏi bạn đó. Và tất nhiên là những câu hỏi này sẽ liên quan đến những thông tin mà bạn đưa ra trong câu trả lời của mình. Cần lưu ý là thái độ của bạn và ấn tượng mà bạn tạo ra cho nhân viên phòng lãnh sự nữa đây nhé. Bạn nên phân tích những câu hỏi này để tìm ra những câu trả lời thích hợp nhất, đáp ứng những yêu cầu mà nhân viên phòng lãnh sự đưa ra. Cố gắng tạo ấn tượng tốt về mình trong suốt quá trình phỏng vấn, bởi vì nhân viên phòng lãnh sự có quyền từ chối cấp thị thực cho bạn vì lý do cá nhân. Nói cách khác là vì bạn đã không tạo được ấn tượng tốt về bản thân mình đó. Vậy thì làm thế nào để gây được ấn tượng tốt khi phỏng vấn xin visa du học Mỹ? Tân Đại Dương xin chia sẻ cho tất cả các bạn rằng bạn hãy bình tĩnh, tự tin, ăn mặc gọn gàng, chỉnh tề. Khi trả lời câu hỏi thì bạn nên nhìn thẳng vào mắt người phỏng vấn và luôn mỉm cười. Câu trả lời của bạn thì phải thật ngắn gọn, xúc tích, thành thật và đi đúng hướng, không trả lời lan man. Việc từ chối không cấp thị thực nhập cảnh còn có hai lý do chính khác để bạn không được cấp thị thực. Đó chính là: thứ nhất là nếu nhân viên phòng lãnh sự cho rằng bạn không đủ khả năng tài chính, đồng nghĩa với việc là bạn sẽ không được cấp thị thực nhập cảnh. Vì vậy mà bạn phải chứng minh được bạn có đủ khả năng trả tiền học phí, chi phí ăn ở đi lại, sách vở và bảo hiểm y tế v.v. Thông thường bạn nên mang theo giấy chứng nhận của ngân hàng hoặc giấy tờ của nhà trường hay là tổ chức cấp học bổng cho bạn. Luật pháp Hoa Kỳ cho phép nhân viên phòng lãnh sự không cấp thị thực nhập cảnh cho bất kỳ ai mà họ cho là có ý định định cư lâu dài tại Mỹ đó. Bạn còn cần chứng minh rằng bạn không có ý định ở đó ngay sau khi học xong. Việc này đồng nghĩa với việc bạn đang thuyết phục cho nhân viên phòng lãnh sự biết rằng bạn sẽ trở lại Việt Nam. Cách thuyết phục tốt nhất là bạn hãy trình bày văn bản chứng minh rằng ngay sau khi học xong sẽ có cơ quan bạn đang làm việc hoặc là tổ chức nào đó sẽ tiếp nhận bạn. Thứ hai là bạn hãy cho nhân viên phòng lãnh sự thấy rằng bạn có mối ràng buộc chặt chẽ với gia đình ở Việt Nam. Ví dụ như là mọi thành viên trong gia đình bạn đang ở Việt Nam,
bạn là con trưởng hay là con một, người có trách nhiệm chăm sóc cha mẹ của bạn khi mà cha mẹ của bạn già yếu, thậm chí là tình trạng sức khỏe không tốt của cha hay là của mẹ bạn nếu có. Đó là những lý do mà khiến cho nhân viên phòng lãnh sự tin rằng bạn sẽ trở về Việt Nam ngay sau khi kết thúc chương trình học đó. Một lý do khác nữa mà bạn có thể đưa ra là bạn có ràng buộc chặt chẽ về tài chính. Cụ thể là bạn sở hữu tài sản lớn hoặc là đầu tư vào một công ty nào đó. Tài sản này nằm trong tài sản chứng minh bạn có đủ khả năng tài chính chi trả cho tất cả khóa học của mình. Cuối cùng là bạn nên thuyết phục cho nhân viên phòng lãnh sự rằng phong cách của bạn là đi đến nơi về đến chốn, có nghĩa là bạn đi nước ngoài nhiều lần nhưng đều trở về nước. Và bạn nên mang theo hộ chiếu có dấu xuất nhập cảnh. Bạn đi càng nhiều nơi thì bạn càng khẳng định được rõ phong cách của bạn. Vâng, và khi mà bạn không được cấp thị thực nhập cảnh thì bạn nên đề nghị nhân viên phòng lãnh sự nêu rõ những lý do mà bạn không được cấp thị thực nhập cảnh bằng văn bản. Sau đó thì liên hệ trực tiếp với trường bạn đến học hoặc là nơi bạn sẽ làm việc, nghiên cứu. Có thể là chỉ do một hiểu lầm nào đó mà trường bạn có thể can thiệp giải quyết cho bạn được cấp thị thực nhập cảnh. Vâng, thì qua những chia sẻ vừa rồi, Tần Đại Dương hy vọng sẽ giúp các bạn tự tin hơn và nắm chắc hơn trong tay việc xin visa du học Mỹ. Nếu mà bạn còn bất kỳ những thắc mắc nào, thì hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn về các chính sách xin visa du học Mỹ, cũng như là những yêu cầu cần có khi chuẩn bị hồ sơ xin visa du học Mỹ các bạn nhé. Địa chỉ của chúng tôi đó chính là 148-1 đường Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Số điện thoại là 0838484879. Website của chúng tôi là tandaiduong.edu.vn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình chia sẻ môi giới học Mỹ của công ty Tân Đại Dương. Và đến với chương trình hôm nay thì chúng ta cùng trò chuyện với bạn Mỹ Trinh. Mỹ Trinh vừa nhận được visa du học Mỹ nóng hổi trong sáng ngày hôm nay, và cùng trò chuyện với Mỹ Trinh để tìm hiểu xem là lý do tại sao Mỹ Trinh lại chọn Mỹ để du học, cũng như là quá trình làm hồ sơ du học Mỹ của bạn thì như thế nào nhé. Xin chào Mỹ Trinh. Em chào chị Sa. Em giới thiệu đôi nét về bản thân của em. Dạ, em tên Trinh, hiện nay thì đang làm tiếp tân ở công ty Capitaland Medical ở quận Nhất. Em năm nay 26 tuổi, đến từ Đồng Nai. Em thích shopping, nghe nhạc. Lý do tại sao Mỹ Trinh lại chọn Mỹ đi du học em? Em chọn Mỹ đi du học bởi vì em làm ở công ty Capitaland cũng được 7 tháng rồi, thì em nhận thấy là ở trong công ty có rất là nhiều cái cơ hội. Nhưng mà công ty của em là công ty quốc tế cho nên là thường yêu cầu trình độ cao. Và em thích làm ở cái bộ phận marketing thì thông thường em thấy các bạn ở trong team là toàn du học từ nước ngoài về thôi. Và làm nói chung là nhìn rất là professional. Thế là trong đầu mình nó muốn cái ý định đó, mình làm tiếp tân suốt đời làm sao. Mình về nhà mình bàn với gia đình mình là mình muốn có ý định đi du học để sau này về làm cũng có một cái công việc tốt như vậy. Trong công ty em thì em chọn Mỹ bởi vì Mỹ là một cái cường quốc về nói chung kinh tế, giáo dục mọi thứ đều rất là tốt, bằng cấp thì lại được công nhận trên toàn thế giới luôn, nó mạnh hơn tất cả các quốc gia khác, cho nên là em đã chọn Mỹ đi du học. Với tấm bằng của Mỹ mà về Việt Nam thì tìm kiếm một cơ hội việc làm cũng rất là dễ dàng. Ở Mỹ thì làm nhân viên nhưng mà Việt Nam có thể làm boss. Mục tiêu của em là sau khi học xong em sẽ về tiếp tục làm việc cho công ty của em, apply cho cái bộ phận mà em đã nhắm trước. Sẽ đó mục tiêu đúng rồi. Thì ở Việt Nam mình đã hoàn thành xong chương trình gì rồi Mỹ Trinh? Dạ em học cao đẳng để chuyên ngành quản trị kinh doanh luôn. Vậy thì qua Mỹ mình sẽ học chuyên ngành gì? Em cũng tiếp tục học quản trị kinh doanh trường Moraine Valley Community College. Trường Moraine Valley là một trong hai trường cao đẳng cộng đồng lớn nhất tiểu bang Illinois, thì với gần 50 năm kinh nghiệm giảng dạy, trường được tổ chức The Higher Learning Commission công nhận và cũng là thành viên của League for Innovation in a Community College. Thì trang thiết bị vật chất trong trường rất là hiện đại, sĩ số lớp thì nhỏ, chỉ khoảng 18 sinh viên thôi, cho nên là rất là dễ dàng để mà mình có thể học tập và giảng viên có thể tận tình với sinh viên hơn. Và trong trường em thì có rất là nhiều chuyên ngành, phải hơn 90 chuyên ngành. Thì trong đó quản trị kinh doanh là một trong những ngành nổi bật của trường. Và điều quan trọng hơn là sau khi 2 năm học ở trường mình lấy Associate Degree á, thì nó rất là dễ dàng cho em chuyển tiếp lên cái University of Illinois at Chicago. Thì cái trường University of Illinois at Chicago nó là trong top 200 trường đại học nổi tiếng thế giới. Thì với cái bằng cấp này thì nó làm cho em rất là háo hức được mà ok, trường này 2 năm, trường kia 2 năm, rất là dễ dàng thôi, 4 năm. University of Illinois Chicago là cái mục tiêu cuối cùng của em. Từ Moraine Valley em sẽ chuyển lên nó rất dễ dàng và nó lại gần nhau nữa. Vậy thì qua đó mình sẽ ở đâu Trinh ha? Vì sau khi mà có kết quả rồi em sẽ về nhà plan lại, book vé máy bay và book homestay luôn, book từ qua trường của em á.
Nếu mà cần hỗ trợ thì em có thể liên hệ với chị Thảo thì chị dạ. Thảo hỗ trợ em trong dạ. vấn đề này. Dạ. Ừ, em cảm thấy nó có một cái gì đó nó thực sự là nó có gì gọi là chắc chắn hay an toàn gì đó, bởi vì thú thật mà nói là trước khi đến Tân Đại Dương thì em cũng có hỏi rất là nhiều công ty rồi, và những cái công ty đó mời chào em rất là hấp dẫn, nhưng mà khi em đến công ty mình liên hệ á thì chị Thảo em nói là cho em suy nghĩ thành ok, tức là không có phải là như những chỗ khác chỉ là nói suông, mình thấy chỗ nào khác ok mình chọn, làm việc rất là nghiêm chỉnh rồi mình cần thì mình đến. Bắt đầu là em mới thấy có gì đó mình cảm thấy chỗ này được ok, bắt đầu mình nhà em lên ký hợp đồng, rồi từ từ chị Thảo ký hợp đồng, chọn trường, chọn ngành, xong bắt đầu là quá trình học phỏng vấn với anh Khôi. Thì trong quá trình học phỏng vấn thấy anh Khôi rất là chuyên nghiệp, hướng dẫn tụi em tận tình nữa, thì em thấy nó rất là an tâm luôn, bởi vì bình thường là em cũng rất là tự tin với tiếng Anh của em rồi, thì anh Khôi dạy phỏng vấn thì từ những cái tiếng Việt anh Khôi bắt nhất định là phải trả lời tiếng Việt, từ cái nhỏ nhất em phải trả lời được rồi em mới chuyển sang tiếng Anh, ok em cũng nghe lời luôn. Chứ em không có lúc đó thì em suy nghĩ ủa sao mình biết mình không được nói, thôi anh Khôi nói mình cứ nghe nè, nghe nghe mà đúng. Thế là anh Khôi cứ từ từ hướng dẫn, xong bắt đầu em hoàn thành hết thì bắt đầu em mới chuyển sang cho chị Thảo kiểm tra lại một lần, sau đó là chị Thảo báo em tự dịch. Em mới suy nghĩ sao mình phải tự dịch á, anh Khôi không dịch cho mình. Thì chị Thảo mới nói là bây giờ em tự dịch thì em sẽ nhớ nhiều hơn, là vì anh Khôi dịch cho em, anh Khôi dịch cũng được thôi, nhưng mà em tự dịch em sẽ nhớ, và khi em dịch xong đưa anh Khôi sửa nó sẽ nhớ hơn. Ok, em cũng nghe lời mà công nhận nhớ thiệt. Thế là bắt đầu em mới tự dịch xong, bắt đầu lên mấy chị mới test bài, rồi trước khi đi phỏng vấn có học một buổi tâm lý với anh Bảo Anh, làm yên tâm cực kỳ luôn. Em về nhà em nói con chắc chắn đậu rồi, không thể rớt được, coi như là con biết. Thì em rất là tâm đắc cái câu của anh Bảo Anh nói là em chỉ cần biết lãnh sự quán nó thích gì và em làm những cái nó thích, chắc chắn em sẽ đậu. Và em biết là lãnh sự quán nó luôn thích những người tự tin, và em cố gắng em tự tin, em không run từ ngoài là ok em vô đó không run, coi như là đậu luôn chứ không có vấn đề gì hết á. Nhưng mà vô đó em cũng không có nhìn những người rớt đi ra, nhìn mình sẽ bị hoang mang, mình chỉ cứ đứng mình nhìn, mình nói chung cảm giác như là mình chỉ đi giống như đi chơi vậy á, mình không cần đi Mỹ đâu, có tiền, tôi có tiền tôi đi học mà, sao phải run, sao phải sợ. Em vô đó trả lời rất là thoải mái, cảm ơn. Dạ đúng rồi, em thấy trong một cái chuỗi làm hồ sơ thì thấy rất là logic với nhau, yên tâm chắc chắn, và thời gian nó cũng nhanh nữa. Đúng rồi, hồ sơ mình đã chuẩn bị kỹ rồi, dạ. Tâm lý của mình cũng vững vàng dạ. rồi, mình tự tin, mình dạ. tự tin đúng không? Em có bạn đã đi làm hồ sơ ở đây và bạn đầu bạn đi rồi, bạn giới thiệu cho em, và sau đó là em trước khi em đến với mình em cũng tìm hiểu luôn rồi, em cuối cùng là vẫn chọn ở đây. Mới có sự so sánh. Dạ đúng rồi, thì tâm lý mà. Bây giờ em đã có visa rồi, dạ. thì Trinh có lời khuyên nào dành cho những bạn sắp tới đi phỏng vấn xin visa? Dạ, thì em thấy thông thường các bạn trước khi đi phỏng vấn thì tâm lý luôn lo sợ là không biết người ta sẽ hỏi gì. Nhưng mà các bạn nên tham dự cái buổi học tâm lý với anh Bảo Anh cuối cùng trước khi đi, mình đừng có bỏ. Vì cái buổi đó rất là quan trọng, và mình có thể nghĩ là ảnh chỉ nói này nói kia thôi, nhưng mà thực sự nếu mình không đi mình sẽ không biết được mình cần gì trong ngày đó, và mình không biết là mình nên làm gì trong cái ngày phỏng vấn đó. Và em đã đi tham dự và em về nhà là em sẽ đúc kết lại được những cái gì mình cần phải thể hiện trong ngày hôm đó. Thì em thấy là mình chỉ cần tự tin mà thôi, mình đi vô trong đó ngay từ đầu, mình đừng có hồi hộp là mình sẽ không hồi hộp về sau, còn mình cứ hồi hộp ngay từ đầu là mình run. Và khi mình bước vô mình cứ tươi cười, người ta cứ tươi cười thôi, người ta tươi cười mình tươi cười, kể cả người ta có chào em thì mình cũng cứ good morning sir thôi, chứ mình chào anh lại thì nó kỳ quá. Và người ta hỏi mình theo tiếng Việt em thấy nó không có, người ta không có thích đâu, người ta chỉ hỏi giống như hai bạn trước em vậy. Một bạn thì trả lời rất là trơn tru, nhưng mà vừa đứng vừa một bên không có ngay ngắn á, vừa nhún lên nhún xuống, không nghiêm túc, và trả lời theo kiểu mà học bài á, tức là học thuộc lòng thì người ta nghe người ta sẽ biết, và cũng không có đậu. Còn một bạn nữa thì ảnh có hỏi tiếng Anh, thì khi mình nghe không rõ mình có thể hỏi lại cái ý của người ta là người ta đang hỏi vậy có đúng hay không, nhưng mà bạn này thì em không có thể hỏi lại, và bạn cứ nháy cái tai vô cái kiến và bạn không hỏi lại gì hết, và người ta lặp lại lần hai bạn vẫn không nghe, người ta lặp lại lần ba thì bạn đã nói là I don't understand, thì lãnh sự quán hỏi một câu nữa và cho rớt luôn. Thì em thấy là mình cứ bình tĩnh thôi, nếu người ta hỏi mình nghe không được mình cứ hỏi là có phải anh đang hỏi như vậy không, người ta ok thì bắt đầu mình trả lời, nếu như mình chưa hiểu mình trả lời luôn, nó sai ý là người ta cho luôn, người ta cho rớt luôn chứ không có hỏi tiếp câu thứ hai. Em đứng trước em thấy hai người như vậy, thứ nhất là không học thuộc lòng, thứ hai là không hiểu, hỏi lại để trả lời cho đúng.
Thứ ba nữa là không được luôn, thật sự luôn á, mà phải cười tươi lên, phải chứng tỏ là em đi học đó nha, em không có đi đâu đâu. Ý là vậy đó, nhà em có tiền, em muốn đi học, em có mục đích đàng hoàng nên chắc chắn là anh phải cho em visa thôi, không thể rớt được. Em đứng mà, nói chung là trong quá trình xếp hàng mình đừng nhìn những người rớt đi ra, đừng nhìn. Không nhìn gì hết, mình cũng không cần nhìn vô trong lãnh sự quán là đang hỏi những người kia cái gì để xem đoán xem người ta sẽ hỏi mình gì. Mình càng nhìn mình sẽ càng hoang mang, mình cứ lơ đi coi như mình trong cái chỗ đó chỉ có một mình thôi. Đến phòng của mình là một mình thôi, những người khác kệ. Chứ mình nhìn người này người kia mình hay bị chi phối lắm, mình bị chi phối là dễ sao nhãn cái đầu óc. Coi như là anh bảo anh nói cái não trắng bắp luôn, coi như là xong. Chị em học với anh bảo anh hôm trước, nhưng mà hôm nay những cái mà bảo anh truyền đạt cho em thì vẫn còn nguyên trong em. Dạ. Tức là nó rất là bổ ích luôn. Chị thấy em rất là tự tin luôn. Dạ. Nụ cười của em cũng rất là tươi nữa. Cảm ơn chị. Thì chị thấy là cái niềm vui của em như là vẫn không được đang lan tỏa đúng không? Dạ đúng rồi. Một lần nữa chị cảm ơn Mỹ Trinh ha. Và vừa rồi thì các bạn đã vừa lắng nghe Mỹ Trinh chia sẻ về quá trình phỏng vấn xin visa cũng như là cái quá trình làm hồ sơ của Mỹ Trinh như thế nào. Và để tham khảo thêm các chia sẻ của các du học sinh đã nhận được visa du học thì các bạn tham khảo tại website tandaiduong.edu.vn hay là tdvn.com. Xin chào và hẹn gặp lại.